8 loại thực phẩm mà người có vấn đề về thận nên ăn. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là những người mà có vấn đề về thận, tức là những người mà bị thận yếu hoặc là suy thận, thì thường sẽ có 3 loại khoáng chất mà chúng ta cần phải hạn chế đưa vào cơ thể, đó là natri, kali và phốt pho. Vì vậy khi mà chúng ta lựa chọn những cái loại thực phẩm đưa vào cơ thể thì chúng ta phải lựa chọn những cái loại thực phẩm có hàm lượng natri, kali và phốt pho thấp. Và cái nhu cầu hàng ngày của cái hàm lượng natri và kali đối với những người mà có vấn đề về thận là nó sẽ dưới 2000 mg. Còn đối với phốt pho thì nó sẽ là dưới 1000 mg. Thì đó là cái điểm đầu tiên và cô bác anh chị cần lưu ý. Thứ hai nữa đó là về cái lượng đạm. Khi mà người bị suy thận thì chúng ta nên hạn chế lượng đạm quá nhiều bổ sung vào trong cơ thể. Vì vậy đây là 8 cái loại thực phẩm mà sẽ giúp cô bác anh chị bổ sung được đầy đủ chất dinh dưỡng cho những cái trường hợp mà chúng ta có vấn đề về thận hoặc có thận yếu. Đầu tiên đó là ớt chuông đỏ. Trong quả ớt chuông đỏ thì nó có chứa khoảng 30 mg natri, 156 g kali và 19 mg phốt pho. Thì đây là một cái hàm lượng thấp so với nhu cầu hàng ngày của 3 cái loại khoáng chất này. Bên cạnh đó, trong ớt chuông đỏ thì có chứa một cái hàm lượng lớn vitamin C và vitamin E, thì nó sẽ giúp chống lại những cái chất oxy hóa và những cái gốc tự do làm tổn thương cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và hệ thống miễn dịch, nên là sẽ giúp làm giảm những cái nhiễm trùng ở đường tiết niệu sẽ dẫn tới suy thận hoặc là thận yếu. Cái thứ hai nữa đó là bắp cải. Thì trong khoảng 70 mg bắp cải thì có chứa khoảng 13 mg natri, 119 mg kali và khoảng 18 mg phốt pho. Thì đây cũng là một cái hàm lượng thấp để chúng ta có thể bổ sung mỗi ngày cho những cái người mà có vấn đề về thận hoặc là những người lớn tuổi bị thận yếu, để cung cấp những cái rau củ cho cơ thể. Thế trong bắp cải thì nó còn có chứa một cái hàm lượng lớn các cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, ví dụ như là vitamin C, vitamin nhóm B, và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường những cái trao đổi chất, cũng giống như là tăng sức đề kháng và hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta. Cái thứ ba nữa đó là súp lơ. Trong khoảng 1/2 của súp lơ của mình nó có chứa 9 mg natri, 88 mg kali và 20 mg phốt pho. Hàm lượng cũng rất là thấp để chúng ta có thể bổ sung mỗi ngày. Và bên cạnh đó thì súp lơ còn chứa nhiều vitamin C, acid folic, và ngoài ra thì nó còn chứa thêm cái thành phần ví dụ như là glucosinate. Đây là những cái hoạt chất chống oxy hóa và chống gốc tự do rất là mạnh, nên giúp sẽ bảo vệ những cái tế bào thận, tránh những cái tổn thương bởi cái gốc tự do hoặc là cái gốc oxy hóa. Ngoài ra thì trong súp lơ nó cũng sẽ có hàm lượng chất xơ rất là cao, nên sẽ giúp cho cái việc mà hấp thu cái chất dinh dưỡng hoặc là giúp bảo vệ cái đường tiêu hóa của chúng ta được tốt hơn, giảm những cái việc hấp thu cái chất béo xấu vào trong cơ thể, và cái chất béo xấu vào dễ dẫn đến cái vấn đề về gan và thận. Thứ tư đó là tỏi. Chỉ với 3 tép tỏi mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho các anh chị cung cấp được 1,5 mg natri, 36 mg kali và 14 mg phốt pho, và hàm lượng rất là thấp đối với một cái gia vị mà chúng ta có thể bổ sung, tránh cái tình trạng tăng quá nhiều natri hoặc kali ở trong cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó thì tỏi còn được xem là một loại kháng sinh tự nhiên, nó sẽ giúp nhanh chóng cải thiện cái tình trạng nhiễm trùng trên đường tiết niệu và giúp bảo vệ thận của chúng ta. Thứ năm đó là táo. Trong quả táo thì có chứa 0 mg natri luôn, không có chứa natri luôn, 158 mg kali và 10 mg phốt pho. Thì táo là một trong những loại trái cây rất tốt cho người có vấn đề về bệnh thận, đặc biệt là cái hàm lượng 3 khoáng chất đó rất là thấp. Natri, kali và phốt pho rất là thấp, và trong táo nó còn giàu pectin, thì đây là một cái chất xơ hòa tan, nó sẽ giúp cho là giảm cái hấp thu cái lượng đường cũng như là cái lượng mỡ ở trong cái chế độ ăn của chúng ta, từ đó ngăn ngừa những cái bệnh lý về tiểu đường dẫn tới thận yếu, hoặc là ngăn ngừa cái việc hấp thu chất béo xấu làm cho những cái bệnh lý về gan thận. Thứ hai nữa là nó giàu chất chống oxy hóa. Trong táo thì còn có chứa một hàm lượng lớn cái chất chống oxy hóa, nên nó sẽ ngăn ngừa được cái tổn thương tế bào và cái gốc chống oxy hóa và gốc tự do. Thứ ba nữa là nó còn giàu vitamin C, nó sẽ giúp ngăn ngừa những cái nhiễm trùng và tăng cường cái sức đề kháng của chúng ta và tăng sinh collagen. Thứ sáu đó là gà, là phần ức gà ấy. Một miếng gà thì có chứa khoảng 62 mg natri, 216 mg kali, 192 mg phốt pho. Cái ức gà nó có chứa một hàm lượng cái phốt pho và kali thấp hơn so với rất nhiều những loại thịt, so với thịt thôi nhá. Thì chúng ta sẽ an tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng ức gà cho những cái trường hợp mà chúng ta có vấn đề về thận hoặc thận yếu. Ngoài ra, ức gà còn cung cấp đủ cái hàm lượng protein cần thiết cho cơ thể của chúng ta, để giúp cho cái sự phát triển tế bào, giúp cho tránh cái tình trạng mà chúng ta bị thiếu dinh dưỡng, làm cho cái tình trạng bệnh thận của chúng ta diễn tiến nặng nề hơn. Thứ bảy đó là lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng thì có chứa khoảng 110 mg natri, 108 mg kali và 10 mg phốt pho. Thì nó cũng là một trong những cái thức ăn mà nó cung cấp cái lượng đạm cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nhưng lại rất ít natri, kali và phốt pho. Tuy nhiên, cái cô bác anh chị cần lưu ý đó là đối với trứng gà thì chúng ta sẽ hạn chế ăn lòng đỏ trứng, vì trong lòng đỏ trứng nó có chứa hàm lượng phốt pho rất là cao, chúng ta chỉ nên ăn lòng trắng trứng, nó chứa có thành phần đạm cần thiết, albumin và protein thì nó sẽ cung cấp đủ cái lượng đạm cho cơ thể của chúng ta để tránh làm tổn thương thận nhiều hơn. Và cái cuối cùng đó là dầu ô liu. Trong 28 g dầu ô liu thì có chứa 0,6 mg natri, 0,3 mg kali và không có chứa phốt pho. Thì đây là một cái loại thực phẩm mà chúng ta có thể bổ sung những cái chất béo tốt vào trong cơ thể của chúng ta mà không sợ ảnh hưởng tới gan thận. Và khi mà chúng ta nhớ chú ý giúp bác sĩ Dung đó là đối với dầu ô liu chúng ta nên ăn mà không chế biến nhé. Chúng ta sẽ dùng một muỗng dầu ô liu, chúng ta hòa với salad và sau đó chúng ta ăn. Tránh cái việc chiên xào, vì khi mà chiên xào thì nó sẽ chuyển thành chất béo chuyển hóa, nó sẽ là không tốt cho cái sức khỏe tổng thể cũng như là sức khỏe của thận. Và đừng quên chia sẻ lan tỏa tới nhiều người để chúng ta có thể gìn giữ cái thận của chúng ta một cách mạnh khỏe nhất nhé cô bác anh chị nhé. Và bình luận ở bên dưới nếu thấy video này hữu ích. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.